là xịn sò, đó là Vision màu tím iPhone. Màu này năm nay rất là hot, bán cực kỳ chạy, không phải đi dòng xe này nha cả nhà. Ví dụ như là Ad nè, xe chia sau nít, côn tay, rồi mấy dòng như là Vario HH vẫn đội lên màu này và bán cực kỳ chạy luôn ha. Thì hiện tại là Ngọc cũng có chính sách giảm giá nè, cũng như là hỗ trợ xăng xe, giao xe tận nhà cho mình, đổi xe cũ luôn. Rất nhiều chương trình, cứ liên hệ đi rồi Ngọc sẽ tư vấn cụ thể. Ví dụ em này sẽ là màu tím iPhone. Đây là phiên bản cao cấp nha, có khóa thông minh, có cổng sạc điện thoại luôn và rất là xịn sò. Cái này các bạn nữ cao khoảng tầm 1,5m là đi được rồi ha. Nhưng Ngọc thì Ngọc hơi cao quá. À không, tại mình mang giày thôi. Cái này là nếu mà mình mua trả góp á, trả trước Ngọc khoảng tầm 5 triệu là mua được xe. Còn muốn lấy cả bài cốc thì mình trả trước 40%. Em này hiện tại Ngọc đang bán với giá khá là tốt, 34 triệu dành cho em này. Mình lấy màu jean là rẻ nữa nha cả nhà. Màu jean thì hiện tại chỉ có 32 triệu thôi nha. Khoảng đây Ngọc sẽ báo giá thêm mấy dòng xe nữa. Đây ạ. Đây là tháng mới nha cả nhà, phiên bản 2023. Ở đây là Ngọc có phiên bản ABS và CBS cho mình lựa chọn luôn. Ví dụ như em này đi sẽ là màu đỏ đen, yên xe màu đen nha. Cái cản sắt. Ui. Thôi dừng lại nha. Rồi. Đối với dòng này sẽ là dòng 2023 và hiện tại á là các bạn thấy nè, phần đầu xe sẽ là màu đỏ, cái mặt nạ là màu đen kết hợp màu đỏ hai bên nha. Đây cái dàn xe cũng màu đen, cái yên màu đen và cái cản sau cũng màu đen luôn nha. Đây là phiên bản có ABS nha cả nhà. Đây ạ, đây, đây là phanh ABS nha. Ngọc sẽ phân biệt giữa ABS và CBS cho cả nhà mình ha. Rồi đây sẽ là màu xanh. Màu này là màu xanh dương nha. Xanh dương cũng là phiên bản ABS luôn. Tại vì đa phần ABS thì cái yên xe sẽ là màu đen ha. Rồi đây ạ, đây là có Vision. Phiên bản Vision này là phiên bản cao cấp nè. Cao cấp là yên xe sẽ là màu nâu. Đây, màu đỏ đen phiên bản 2023. Em này hiện tại là bên Ngọc đang bán với giá khá là tốt luôn, chỉ có 34 triệu thôi dành cho em này ha. Rồi đây ạ, đây là SH màu. Đây là phiên bản thể thao có ABS luôn nha cả nhà. Em này hiện tại là bên Ngọc đang bán với giá là 69 triệu dành cho em này nha. Rồi, còn em này, em này Ngọc đang bán với giá là 60 triệu dành cho em này ha. Rồi đây, đây là Ngọc có thêm Vario nè, Vario 125 màu đen bóng. Thì em này giá mềm, giá chỉ có 38 triệu thôi dành cho em này nha. Rồi tiếp theo là Ngọc có thêm Ad nữa nè. Ad 150 bản giới hạn. Em này hiện tại là chỉ còn có 41 triệu 500 dành cho em này. Gọi liền đi để bác học tư vấn thôi nha. Rồi đây là có thêm AB cả nhà. AB 125 nè, màu đỏ đen. Rồi bản 160. Có rất là nhiều nha. SH nữa nè. Ad 150 Ngọc có thêm màu này nữa nha. Đây, đây là màu xanh giới hạn nha. Xanh đỏ nè. Đen. Đó, cái viền bánh thêm mỗi màu đỏ nữa nha cả nhà. Còn đây, đây là Vario 125 phiên bản 2023 màu đen nhám. Ngọc còn rất là nhiều xe nữa. Đây, có thêm Ad màu bạc đỏ nè, Vision màu đen nhám nữa. Rất là nhiều dòng xe luôn. Hằng Ngọc có hỗ trợ trả góp nè, cũng như là có hỗ trợ là giảm giá xăng xe cho khách ở xa. Mình ở xa cứ liên hệ đi rồi bảo Ngọc tư vấn cụ thể cho nha.